bây giờ tôi hỏi quý vị cộng đồng mạng trong và ngoài nước nè, một năm nay có cái chi tiết nào mà Hàn Ni Đức Hiển đưa ra đúng không? Tất cả những đứa anti fan của tôi á, có đưa ra một cái bằng chứng nào mà đúng hay không? Mày có nói 100 chuyện có chuyện gì đúng chưa Hàn Ni? Cũng vì miếng ăn quyên góp tiền từ thiện á, chụp mũ rồi đưa tôi đi tù đúng không? Nếu thật sự á, thật sự như những gì tụi bay nói á, thì với cái mối quan hệ và cái lòng ác độc của tụi bay á, tụi bay có để vợ chồng tao tồn tại đến ngày hôm nay không? Hay là chỉ có dẫn dắt dư luận và tụi bay coi như là đánh phá vì cái lũ khốn nạn tụi bay không có lương tâm? Tao đã thưa pháp luật nhiều rồi, tao chờ đợi mòn mỏi rồi, bây giờ chính tao sẽ đi đối đầu với tụi bay để cho mọi người dân người ta nhìn vào. Và rõ ràng gần một năm nay ai cũng biết tụi bay là cái đám như thế nào. Tụi bay là loại người không có lương tâm, nhẫn tâm không phải với tao mà với nhân dân, đúng không? Nếu như sự thật mà vợ chồng tao đi cướp đất, vợ chồng tao đi quyên góp tiền từ thiện, vợ chồng tao có một cái gì khuất tất, thì sống nổi với tụi bay không? Và pháp luật ở đâu? Chức năng của tụi bay chỉ là báo chí, không phải là công an, cũng không phải là thuế, mà tụi bay dám dựng đứng lên tụi bay nói như vậy. Rõ ràng là tụi bay coi thường pháp luật và tụi bay đánh phá doanh nghiệp. Cái điều này người hiểu biết ai cũng nhìn thấy. Cái khốn nạn của tụi bay là gì? Trong nước đang dịch giả, bao nhiêu người nghèo khổ đang cần sự giúp đỡ vợ chồng tao, tụi bay đánh phá cho bằng được. Còn nếu như mày có lương tâm, nếu tụi tao sai, công ty tao sai, còn pháp luật xử lý, còn người dân cần phải để cho tao giúp. Tại sao tụi bay khốn nạn đến như vậy?